Vào liền livestream của shop các chị ơi, rất là nhiều mẫu đồng nè, vừa đẹp vừa rẻ, em chốt trên like nha. Cả nhà đặt hàng tranh thủ vào liền livestream với shop. Thích mẫu nào đặt hàng liền cho em theo cú pháp quen thuộc, bình luận phía dưới mã số sản phẩm là mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại cho tư vấn lên đơn nha. Rồi, cái mẫu đồng em đang mặc trên người đầu tiên nè, em xả rẻ cho chị em mình luôn với mức giá là 179.000 đồng nha. Mình đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm thì giùm em nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1538. Rồi đặt hàng nhớ mã dùm em 1538 nè ha, kèm số điện thoại, giá là 179.000 đồng thôi. Xinh quá trời luôn á. Nền vải sẽ là màu đen cho mình và có phối hoa. Em đồng này có chị khách nào nhận được hàng mẫu này chưa? Mẫu này xinh dã man luôn đúng không? Có chị nào nhận được hàng mẫu đồng này chưa các chị ạ? Đồng này đẹp lắm. Hả? Hôm qua là em lên sóng là có sale lớn rồi chị mình. Ủa hôm kia chứ, hôm kia em có lên sóng sale lớn với chị mình luôn cái mẫu đồng này á, giá là 179.000 đồng. Có chị mình nhận được hàng chưa? Nếu như nhận được hàng rồi thì mình bình luận review sản phẩm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1538, giá chỉ có 179.000 đồng, chất liệu vải von hàng cao cấp nè. Váy siêu mềm, mặc lên thì rất là mát cho mình luôn. May kỷ lượng 2 lớp, bên trong có lót cô tông ha. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình luôn nữa. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1538. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Em chào chị Ngọc Thảo, em chào cả nhà mình mới vô luôn nha. Cổ đắp chéo này tùy chỉnh được nè, tay lỡ cho mình mặc không sợ bị chật bắp tay và dán đầu phân xòe dài. Em cao 1m65, đầm đại mặt dài ngang nửa bắp chân ha. Bình thường á thì đầm nào cũng có đầy đủ 4 size hết cho mình, nhưng riêng cái mẫu đầm này hiện tại em chỉ còn cho mình size L thôi ha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi 50kg cho tới 58kg đặt mẫu này, mã là 1538, đặt hàng nhớ mã giùm em nha. Em có rất là nhiều mẫu sale ngay hôm nay, chờ em chút xíu nha các chị. Bưng cái xào này ra đây chút xíu đó, thấy rõ chưa cả nhà ơi? Rất là nhiều mẫu ngay hôm nay nha, đặt hàng nhớ mã dùng em. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1538, đặt hàng bình luận phía dưới cho em mã số là 1538 nè, và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Giá chỉ có là 179.000 đồng duy nhất cho vào đài chuyên ngày hôm nay. Rồi em sẽ lên luôn cho mình xem cái em đồng này, đầm sơ mi đi các chị. Đầm sơ mi hôm nay em sale cho mình có 150 thôi, 150, 160, 170 có hết, nhưng mà lên da beo trước đi. Cái hoa em lên sao? Tại bình thường em lên hoa thiết nhiều rồi. Đó, còn mẫu em đang mặc là mã là 1538 nha. 1538 giá chỉ có 179.000 đồng. Các chị mình thấy livestream của em chấm bài cho em cái đi, các chị chấm bài tương tác cái cho em đi. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha. Mẫu đang mặc trên người mã 1538 giá 179.000 đồng, giá 179.000 đồng nha các chị. Trước khi đặt hàng đừng quên chia sẻ livestream giúp shop nha. Rồi tiếp tục mẫu này. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Dạ em chào chị Mai Đào ạ. Rồi đây, 1490, 150 mẫu đồng này nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm, đồng này em chỉ còn cho mình là có vài chiếc thôi, 149.000 đồng mẫu này. Mã số sản phẩm là 1490. Rồi 1490 ha. Em còn cho mình đa số là size M là 10 chiếc. Size M thì 40kg cho tới 54kg cho size M ha. Và còn cho mình là một chiếc size XL cuối cùng luôn, 55 cho tới 62kg. Vậy là tính ra đầm này là dưới 62kg nha. Eo thì dưới 82 cho em luôn, chứ cái thái cổ sơ mi cho mình nè, tay lỡ dán suông ha. Thì riêng cái mẫu đầm này mình thích mặc suông để suông, không thích mặc suông thì bóp cái phần eo này lại cho em đi, mặc thành cái dáng mà ôm eo cũng đẹp nữa. Rồi mẫu đang mặc trên người mã số là 1490 nha các chị. 1490 kèm số điện thoại. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490 nha. Mình đặt hàng lên đơn sớm 1490 kèm số điện thoại. Giá chỉ có bao nhiêu ạ? Rồi giá chỉ có là 149.000 đồng. 149.000 đồng nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số 1490 giá 149.000 đồng, cổ sơ mi, tay lỡ, dáng đầm phông suông, cao mét 65, mình là mặc dài ngang bắp chân như em. Đó, em may một lớp kèm hai túi, đầm này đặc lệ nha các chị. Chuẩn bị em thay qua mẫu nha. Em còn cho mình là 10 chiếc size M. Dạ em cho chị Thu Thủy, 10 chiếc size M cho mình, 40kg cho tới 54kg. Và còn cho mình là một chiếc size XL. Size XL là 55 cho tới 62
2 ký, 6-3 ký được luôn nha. Tại vì phong su nó rộng lắm, phong chuông thì thường rộng rộng không à. Thích mặt ôm em có ôm, thích mặt suông em có suông luôn ha. Đẹp ha các chị. À, thích mặt ôm nè, bóp eo lại. Không thích mặt ôm thì để suông suông vậy cũng được. Hai túi luôn cho cái khái vải này mặc rất là thích. Chỉ cần may một lớp thôi là vừa rồi nha. Là vải màu nâu này dễ mặc này các chị. Màu nâu mặc lên nhìn trắng tươi à. Là dáng suông như mình thoải mái quá trời luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1490. Nguyên cái đầm sơ mi luôn có 150 à. Đầm còn tem mát đầy đủ ha. Trời ơi cái đầu tóc của em hôm nay nó ngộ nghĩnh quá đi nhờ ơi. Nhìn đỡ giùm em nha. Thấy mắc cười quá à. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số là 1490 nha chị, 1490. Đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em nha các chị ơi, 1490 kèm số điện thoại cho em là được ha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu à? Sale rẻ nha, chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng. Rồi, tiếp tục em thay thêm cho mình mẫu khác. Rồi, tiếp tục thay mẫu. Lên mẫu nào đẹp, rẻ sang ơi. Rồi, chạm xíu nha, móc cái này lên. Cái này là 1538 nha các chị. Hồi đầu em có mặc á, 1538 này tươi nè. Chị khách nào thích hoa tươi tươi thì lấy cái này. Cái này mã là 1538 nha. Rồi giá của em nó là 179, 50 cho tới 58 kg. Có chị nào nhận được mẫu này chưa? Mẫu này đẹp lắm luôn đó. Mẫu này là đẹp xuất sắc luôn. Rồi em có sơ mi này nè. Sơ mi này cũng 150 luôn hoa nhí nha. Sơ mi này mã 1514 cho em. Vải này vải von. Vải von hàng nha. Này vải màu tím than, hoa trắng, nhụy hồng cho mình nè. Dán xòe luôn. Rồi ha, hai túi luôn. Hai túi dán xòe 40 kg tới 52 kg, em 72 đổ về 149.000 đồng mã này nha, là 1514 nha chị. Mã này là 1514 nha. Đặt hàng lên mã dùng em 1514 giá là 149.000. Đẹp quá trời, đẹp rẻ sang trước chất lượng cho mình luôn. Trời ơi xịn sò. Rồi, rồi, bây giờ thay tiếp mẫu này đi. Ui da trời dính rồi. Mẫu này em coi còn hàng không, màu tím, cái là màu tím duy nhất. 1481 1481 6 cái size L 99.000 em lên mẫu này nha. Mẫu này cũng suông, chờ em chút xíu. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người mã 1490 nha. 1490 giá 149.000 đồng. Mà đặt hàng mẫu này lên đơn sớm cho em luôn, 1490 kèm số điện thoại tư vấn nha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái á. Mẫu đầm khác. Trời ơi, mẫu đầm này xinh ngất ngay trời mây luôn. 1481 đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481 ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn ha, cổ tròn tay ngắn cho mình, dáng suông. Rồi em còn cho mình là 6 cái size L cuối cùng, 50 kg cho tới là 56-57 kg luôn. 50 kg cho tới 56-57 kg giá 99.000 đồng. Đầm này là đầm lụa satin. Đầm lụa satin thì nó sẽ hơi ống ống một chút xíu, cái bà vải hơi ống ống nha. Nền tím hoa màu hồng, mã 1481 dáng suông. Em cao 1m65, đầm này mặc vừa phủ gối thôi. Đầm này không quá dài cũng không quá ngắn, em mặc vừa phụ gối nha. Đó, ngang gối như vậy. Có một cái túi mini ở đây luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1481, đầm ngang mặc trên người mã 1481. Các chị ơi mình thấy bài livestream của em, mình vô mình chấm bài tương tác cho em đi. Bây giờ nè, chị khách nào đã có đầm rồi thì mình vô mình hả tương tác với em cho vui các chị ạ. Còn chị khách nào chưa có thì mình thắc mắc gì mình cứ việc hỏi em nha. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người mã 1481. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481 nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1481 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1481 giá của em nó ngày hôm nay là 99.000. 99.000 nào mẫu đầm này cho mình luôn ha. Tiếp tục lên thêm cho mình mẫu khác. Ủa cái mã này mã gì ta? Mã này mã gì trời? 1319 1319. Ui, còn size ML. 1319 đầm ren còn size ML, ren sò cao cấp nha. Ren sò cao cấp. Chị tiếc rồi. Em cảm ơn chị Vinh nha. 1319 nè. 149.000 luôn. 1319 nè chị, em còn 2 size ML ha, ren sò cao cấp. Đẹp lắm luôn, size M 3 cái, size L 2 cái thôi. Chờ em chút xíu nha, em lên đầm cho mình luôn. Chị Tuyết Bùi em mới có mấy cái đầm mới nè, chị mình có muốn xem không? Đẹp cực kỳ luôn. Tầm khoảng là... Chờ em xíu nha. Tầm khoảng vài ngày nữa là có hàng. Em có những cái mẫu như vậy nè.
Chị em mình muốn xem trước thì em lên trước cho mình. Nhưng mà chưa có hàng để đặt bây giờ đâu. Nhiều chị khách là nhiều chị khách là khoái lắm. Có đặt trước. Rồi tới lúc đó là em gửi. Rồi. Dễ thương không chị? Nền vải màu đen ha, hoa kiểu, hoa này hoa kiểu. Hai tầng, đuôi kẽ hai tầng, đầm này lên form siêu đẹp. Cái này rất đẹp luôn. Rồi. Chị mới vào, em chào chị Dương Ngọc Lan nha. Rồi với cái đầm này đơn giản thôi, dễ mặc. Hai cái đều dài thòng lòn luôn, rất là dài. Và em sẽ có về cho mình nhiều lắm, nhiều cực kỳ luôn. Giờ dạo này về đầm dài thì chị khách nào mà mình trẻ trẻ thì mình cũng mon chen được luôn nữa. Em đang mặc là giá 99.000 nha các chị. Đầm này thì từ khoảng là 50kg cho tới là 57kg mặt đẹp, mã số 1481 nha. Giá là 99.000 đồng, mã số 1481. 50kg cho tới là 57kg mình thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm kèm số điện thoại. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại tư vấn. Rồi đây em lên cho mình cái đầm ren. Đầm ren này em sẽ giảm giá cho mình luôn 150 nha. Rồi đây. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1319 ren sò mã 1319. Cái đầm ren này á các chị, nó không có diễn với lại nó hơi suông suông á, em thấy cái form nó cũng hơi nhỏ nhỏ nha. Em đang mặc trên người cái size L nè, nhưng mà size L 55-56kg mặc vẫn vừa tại vì em 54kg đó. Rồi, size M em còn 3 chiếc nha. Size M còn 3 chiếc dưới 50kg cho em. Size L thì em còn 2 chiếc cuối cùng, giá là 149.000. Rồi, 149.000 đồng luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 13. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1319 nha. Nhìn mặt em, trời đất ơi. Trời, chị yêu mình kỳ ghê luôn á. Em béo lên chắc 4kg á chị, 54kg rồi. 1319 ha, giá là 149.000 đồng, xỉu luôn. Mặt tròn hả chị ha, tròn quay à. Không, mặt em bình thường em tròn á chị, tại em để tóc. Hồi hôm kia em livestream với các chị mình, nhiều chị khách nói là nhìn em ốm đúng không? Cái xong mới dẹt cái mặt ra, tại tóc em để quắn quắn vậy nè, che mất cái mặt của em. Rồi size XL là sao chị? Size XL là sao chị yêu ơi? Ủa cái bình luận của mình nó mất tiêu rồi. Lâu lâu mới được có chị khách bình luận hỏi nên mất tiêu rồi. Đa số mấy chị khách quen không à, ít có chị khách nào hỏi hết trơn, tại vì biết hết ráo rồi. Đó, chị nào mới vô đây hỏi em, cả nhà ơi. Ren này ren sò nha. Ren này nó hơi dày, nó hơi cứng hơn mấy cái bãi ren khác một chút nè. Và nếu như chị khách nào mà không quen thì mình thấy cái ren này nó cứng á nha. Rồi em còn có hai size thôi, em sẽ sale cho mình 150 nha. Dưới 55-56kg mặt đẹp. Eo thì eo dưới 75-76 nha. Mã số sản phẩm em đang mặc trên người, mã là 1319, giá là 149.000 đồng thôi. Giá ngực 96 mặc size mấy em tùy á chị. Ngực 96 mặc size tùy, nếu như mà cổ đắp chéo mặc size L cũng vừa. Còn cổ không đắp chéo. Cổ đắp chéo là cổ dày này chị. Lấy này đi chị. Chị mà lấy này đi chị Bạch Mai, size L chị mặc vừa nè. Cổ này cổ đắp chéo nè. Nó chéo qua như vậy thì mình mặc rất là thoải mái luôn. Nếu như ngực 96 lấy size L cổ đắp chéo vừa, còn ngực không đắp chéo thì mình lấy size XL sẽ vừa nha. Rồi, tùy mẫu. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm cho em tư vấn luôn. Đây. Này đẹp nè chị. Chị Bạch Mai có cái này chưa? Chưa có, chốt đi. Em sale chị 179.000 đồng, về nhà không ơn em không lấy tiền luôn. Đẹp mê ly luôn. Đẹp ngất ngay trời mây luôn nha. Còn chị khách nào mà ngực tầm 85, ngực 85-86 mặc như em, em mặc size M thả ga luôn. Ngực em 85-86 mặc size M thả ga thoải mái. Rồi, nhanh tay đặt sớm đi giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Tiếp tục em sẽ lên luôn cho mình cái mẫu đầm nào size lớn đi các chị. Size lớn mà lên mẫu này hoài chắc mấy chị yêu mình chán em quá. Bao nhiêu đồng hoa em? 179.000 đồng chị yêu hả? Hay chị lấy cái này không? Chị Trần Thị Thùy Dương lấy. Ủa trời ơi, lộn. Đây chị yêu ơi, cái này mã là 1538, 179.000 đồng. Giá cũ bình thường á là 379.000 đồng. 1538, 1536 còn không em? 1536 em còn ML. 1536 em còn size M và size L chị yêu nha. Rồi còn 1538 nè, còn size L.
1538 này XL mang được, 1538 này thì 50kg cho tới là tầm 58kg mang được cho em. 1536 chị khách nào đặt hàng em sale 150, dáng dài, cổ vuông, hoa khác biệt hoàn toàn nha, hoa khác hoàn toàn, form khác hoàn toàn luôn. Chứ mà nữ thấy nó, ủa nó cũng vậy vậy, nó giống, không giống đâu các chị, khác, khác nhau lắm, khác một trời một vực. Cái này nè, đỏ đỏ cam cam vàng vàng, hoa khác, hoa nó nhòe nhòe, hoa nó nhòe nha các chị, tại cái kiểu nó vậy, chứ không phải là bị lỗi bị gì đâu. Rồi, hoa này hoa nó nét hơn, hoa nó 3D hơn. À, mỗi mẫu thì nó sẽ có một cái đẹp khác nhau, quan trọng là thích cái nào. Hai cái này đều khác biệt, mình có thể lấy luôn cả hai. Để 1538 đồng xe dữ lắm rồi đó các chị. Còn 1536 thì 150. Ok chưa? Thôi em bây giờ em lên đầm này. Đầm này đủ size hơn nhưng mà dễ chọn hơn. Thích em mặc lại cái nào chị Dương Ngọc Lan mình lục phía dưới cho em đi, em mặc lại cho mình coi. Rồi, tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu khác nha. Các chị mình muốn kiếm mẫu như nào đó, mình bình luận phía dưới đi, em mặc lên giới thiệu cho mình luôn nha. Tiếp tục chuyển mẫu. Ủa, cái 1319 này mấy chị mình không thích hả? Mấy chị mình không thích cái 1319 này hả mấy chị ơi? Có 150 nè, em mặc nè. Tại em mặc cái size L đó các chị, em mặc cái size L các chị mình thấy nó bớt đẹp rồi đó. Nó hơi rộng, tại size L nó hơi rộng. Chứ em mà mặc size M ha là nó hơi chật. Cái mẫu đó thì mà size M nó hơi chật. Rồi, cả nhà thấy không, hôm em có cái nhẫn màu xanh rất là hợp với thời trang trung niên luôn của mẹ em á các chị ạ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số là 1539. 1539 nè chị, 169 đồng. Chị nào mới bị biết lên shop em mua cái này, em mặc lại. Rồi ok chị Dương Ngọc Lan nha, để em mặc lại cho chị coi. Em đang mặc mã số là 1539 nha, giá 169 đồng. Đầm này mua đi các chị yêu ơi, mát lắm. 1539, em không biết sao đầm này sale rẻ dữ vậy đó chứ. Trong khi đó em thấy nó rất là đẹp. Thứ nhất là nó đẹp, còn mới hai vải của nó xịn. Mặc vải nè, mượt lắm. Mặc vải mướt mượt à. Rồi, không bóng nha, đầm này không bóng. Mặc vải nó không bóng mà nó mướt lắm rồi nhà ơi. Nền đen nè, chấm bi nè, hoa nè. Cái này em không có in nhựa nha, hoàn toàn là bằng vải hết, không in nhựa, không ép nhựa gì hết trơn luôn. Hoa này dễ thương quá trời nè, có cái chữ xíu đây. Đó, cổ tay nè, bao thun co giãn luôn, ôm eo dáng nào phong xòe nha. Rồi chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay lên sớm, gãi gãi cái hồi mất tiêu cái chân mày đi. Rồi chân váy xếp ly phía trước hai bên nè, để thấy xếp ly hai bên phía trước, xếp ly hai bên phía sau như vậy. Em chỉ cái xếp ly nha các chị, tay đó dáng nào phong xòe. Và mẫu này thì bầu bì bông trang được 169.000 đồng. Chị nào mới vừa biết đến với shop lấy cái này giùm em, nó vừa đẹp nó vừa rẻ cho mình nữa, xinh lắm nha. Đi chơi đi tiệc được, đi làm công sở giàu văn phòng thoải mái. Rồi ok, em sẽ mặc lại cho chị cho mình coi. 1536 và 1538. Đầm quá trời luôn. Mình ngắm nghía kỹ coi coi mình thích cái nào. Vải gì em? Dạ vải này là vải lụa Nhật. Lụa Nhật nha, không phải lụa mango. Đẹp hơn lụa mango. Đẹp hơn lụa mango nhiều. Đẹp hơn lụa mango nhiều á chị. Mua đi chị yêu ơi. Lụa Nhật đâu phải lúc nào cũng có. Đây 1539 cho em, mã 1539, giá 169.000. Cao mét 65 nè chị, em cao mét 65 nha. Nhiều chị khách vô livestream của em thấy em mặc, ủa sao em mặc ngắn ngắn, chị về nhà mặc dài quá. Em cao 1m65, 66 mà các chị, em mặc dài nửa bắp chân á. Thì chị khách nào cao 1m55, 45 là khá là dài, nhưng mà không sao, mình có thể mang giày cao gót lên, hoặc là có thể lên like cắt ngắn. Còn chị khách nào mà mình cao tầm 1m65, 1m7 thì mình vẫn có thể bon chen được luôn, đi chơi đi tiệc được ha, vẫn phù gối bình thường. À, em không có tiếc vải nên em vẫn may dài dài cho mình. Đầm này em thấy rất là đẹp nhưng mà không hiểu sao thì chỉ có 169.000, quá rẻ, mã 1539. Rồi mình chờ em xíu nha, để em bận lại cho mình cái mẫu khác. 1538 nè. 1538 em rất là tâm đắc nha mấy chị. Không biết là em có nên sắm một em về mặt hay không, tại vì em thấy thích quá à. Nhưng mà đối với em thì nếu như em mặc đó là nó sẽ hơi dừa tuổi so với em một chút xíu. Mà mua giờ 2 năm sau mặc được không có chị? Mua giờ 2 năm sau mặc được ha. 1538, nó đẹp quá à. 179.000, đẹp lắm luôn á các chị yêu ạ. Tươi lắm, nền đen mà hoa lên nó tươi lắm, xuất sắc. Đồng này chị khách nào lợi tận shop em cũng mua một cái, mua một cái về hết trơn á. Cổ đắp chéo nè, cổ đắp chéo nha. Ngực chị khách nào hồi nãy chín mấy đó, đặt cho em cái này đi. Nhưng mà eo phải dưới 78 nha. Rồi 50 cho tới 58 kg, eo 78.
Ngực chín mấy giúp em mẫu này chị, cổ này cổ đắp chéo tùy chỉnh được. Về nhà mình sửa lại. Mình thích mặt thoải mái mình nhíp thấp xuống, mình thích mặt kín đáo mình nhíp cao lên xíu như thế này nha. Đó thì nó sẽ chéo dấu ít như thế này cho mình yên tâm là không có thấy, không có lộ gì đâu. Cái này chéo dấu ít nha chị, mặt lên kín đáo hoàn toàn. Mã số 1538 đẹp nè chị ơi, đẹp nè. 50 cho tới 58 kg, eo 78 đổ về nha. 54 kg, mặt size L đi chị, cao mét 63 nặng bằng ký của em luôn. Bằng ký của em cao mét 63, xem như em luôn, em cao mét 65. Vậy là chị yêu mình mặc như em luôn. Chị yêu mình có thể lấy size M cũng được. Em đang mặc trên người cái size M mà em hết rồi. Mình lấy size L đi chị, lấy size L rộng hơn chút xíu xíu thôi, nhưng mà vải von nó rủ, mặt không có sợ là bị chật đâu. Ôi sao không có sợ bị rộng. 179.000 chị yêu nha. Rồi chị yêu mình xem như em luôn á chị. Em yêu dưới 70. Tính ra em cũng tròn người đó. Chị khách nào mà nói hả, là mẫu mặc váy mà nhẹ cân đâu có chị, không dám đâu. Em tròn do luôn, cả nhà thấy cái mặt của em không? Không khác gì cái hộp dịch luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1538, 1538 nha. Rồi giá là 179.000. Ok. 54 kg, cao mét 63, vậy mặc mẫu này đẹp nữa đi chị. Mặc mẫu này nó đúng bài luôn á. Ui size L. Em mặc size M, size L nó hơi rộng. Đó. Hai cái này cả nhà thấy nó có sự khác biệt gì không? Y chang nhau à. Có khác gì đâu. Ôi, hai cái form này nó xem nhau luôn á. Hai form này nó hơi xem nhau nha mấy chị. Em mặc 1538 nha, chị Dương Ngọc Lan. Chốt mẫu này đi chị, mẫu này đẹp lắm. Em đứng gần cho chị coi cái bông nè. Chị mình nhìn cái bông giùm em nha. Phần tay một lớp nha chị. Phần tay một lớp, thân váy hai lớp, mình cứ yên tâm. Nền đen nè, lá xanh nè, trội tươi chưa. Đó, hoa trắng nè, hoa màu đỏ hồng nè ha. Hoa vàng vàng nè ha. Xinh quá trời, mua đi chị yêu ơi. Mua liền. Về nhà thấy đẹp rồi quay lại đây bình luận review liền cho em mẫu này. Mẫu này em cũng rất là thích luôn á. Không lấy cái em mặc mà em hả, hốt hàng luôn mấy chị yêu ạ. Đẹp, đẹp tuyệt vời. Tiếp tục em thay qua mẫu. Đó, nằm ở nhà bao nhiêu cái luôn. Mà em nói thiệt với các chị mình, chứ 1538 em mặc từ hồi mà nó mấy ngàn cái, mà bây giờ nó còn có mấy chục cái xinh lờ thôi. Mà em vẫn ghiền, em không chán một chút xíu nào luôn á các chị. Tại nó xinh. Rồi đây, 1536. 1536 giá 149.000 đồng ha, 149.000 đồng. Eo của mình bao nhiêu vậy chị Ngọc Lan? Nếu như eo dưới 70 72 em còn nhiều mẫu xinh lắm. Em đang mặc trên người mã là 1536 giá 149.000 đồng ha. Em còn hai size M và L. Chờ em xíu nha chị. Em coi coi còn size L không đã. 1536 còn á chị ơi, 11 cái size L. Em còn 11 cái size L chị nha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cả như mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cả như mình luôn nha. 149.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536, 149.000 đồng. Rồi ok chị yêu mình size L ha. Xin lời chốt với chị mình luôn. Đơn 600 được miễn ship á chị. Đơn 600 là miễn ship. Cái kia 180, cái này 150. Mới có 300 mấy à. Một cái nữa đi chị, một cái nữa miễn ship. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536 nha. Cổ vuông tay lỡ cho mình, vai hơi phồng. Dáng đồng phong xòe cho mình luôn, chất lượng vải von hàng cao cấp nha các chị. Cao mấy 65 làm em mặc dàn ngang nửa bắp chân em. Thích mặc dài để dài, không thích mặc dài lên like. Cả nhà thấy em mặc không? Hai cái nó khác nhau hoàn toàn nha. Cũng cái dáng dài dài, nó khác cái cổ nè, nó khác cái màu nè, nó khác cái form nè. Đó xinh chưa? Chất von hàng y gan vậy luôn. Vải von bên em nha, nhất là vải von hàng. Mình cứ nghe trúng cái vải von hàng á, mình đặt liền. Tại vì cái vải von hàng nó sẽ dày hơn những cái vải von khác một chút xíu. Em chào chị Trần Dương nha. Em chào cả nhà mình mới vô. Rồi tranh thủ giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nghe các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã 1536 nha các chị, hai size ML. Xem tiếp cho xong chút thêm. Ok chị, một cái nữa chị yêu ơi, một cái nữa miễn ship. Rồi 54 kg bằng em thôi, nhưng mà em không biết em của chị bao nhiêu á. Em của chị bao nhiêu thì em cũng không biết luôn nữa. Rồi chị mình lấy cái này không? Cái này nè chị.
Cái này hoa màu vàng ha. Cái này thì hoa màu vàng. Đơn giản, dễ mang. Cái này thì 199. Rồi, cái này 199.000 đồng. Còn em đang bận trên người mã số là 1536, giá 149.000 đồng. Chờ em xíu nha các chị yêu ơi. Em phải thay cái này mới được. Sao mấy cái này? Các chị mình yên tâm đi, đợt sau em về E75. E75 mặc size L nha. E75 mặc size L. Mặc size M thì tùy mẫu. Nhiêu đó là đẹp rồi chị ơi. Dáng vậy là đẹp quá rồi. Em L70 nè. L68. À, trừ khi ăn uống no say, dao động 70-72. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số là 15 1535. 1535. 1535 em còn cho mình size M là nhiều quá các chị. Size L 4 chiếc, XL 9 chiếc, 2X 50 chiếc. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1535 ha. 1535 là đầm màu vàng. Màu vàng này màu vàng nhè nha các chị. Màu vàng nó nhè nhè như vậy nè. Nó nhè nhè như vậy nha các chị ơi. Cho mình mặc lên là không có kén da một chút xíu nào đâu. Mẫu em đang mặc trên người mã 1535 ha. Giá là 199. Nền vải màu xám xám xanh xanh như vậy. Hoa vàng đậm vàng nhạt trải đều trên nền vải nha. Có hoa màu xanh nè. Hoa xanh này các chị yêu ạ. À. Đó dễ thương không? Hoa nhỏ li ti nữa. Phải nói đây là nguyên một cái rừng hoa di động luôn. Và giá của em nó là 199.000 đồng. 4 size từ 40kg cho tới 65-66kg. Em tới đây em tầm 85-86 độ về mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Nhanh tay đặt hàng sớm nha, em tư vấn luôn. Để em lên cho mình cái đầm này nè. Em mặc chơi nha các chị. Em mặc chơi cái đầm này, mai mốt nó có về á mình chốt đơn em luôn. Cái này dễ thương. Trời ơi bên ngoài dễ thương lắm á các chị ơi. Đầm này về liền, mua liền. Em sẽ lên nhá hàng cái những chị khách nào mà hả. Mẹ hả? Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 15 1535. 1535 giá là 199.000 đồng. 199.000 đồng mã 1535 ha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Đây. Mẫu này là em nhá hàng sương sương với mấy chị mình. Mai mốt mà về đầm một cái ha là mấy chị mình phải hốt liền cho em cái mã này liền, nó dễ thương cực kỳ luôn ha, xinh xắn cả giờ thấy không, mặc lên nhìn rất là trẻ. Đầm bên em là chuyên về thời trang trung niên đó, nhưng mà đợt này về cái bông này em ưng nè, chịu liền nè mấy chị đó, cổ vuông vuông ha, tay bồng đó, nhánh eo và cả giờ thấy không, đây một tầng đuôi, đây một tầng đuôi cá, ba tầng luôn, dễ thương không, cái form như vậy nè, dễ thương không mấy chị yêu ạ. Đợt tới là cái mẫu này sẽ có về nha. Đó, dễ thương cực kỳ luôn. Cái hoa như vậy thì chịu gì nổi đúng không các chị? Sắp tới là em sẽ có nha. Với lại em có cho mình một cái này nữa. Không thích cổ vuông. Cổ vuông thì mặc lên sáng. Với lại hở nó đẹp, nó sang. Còn nếu như không thích cổ vuông, sợ kén, thì đây là cái này. Cái này, trời ơi, đẹp lắm. Cái này thì không có tầng đuôi cá nha. Cái này chân lùi luôn. Chị khách nào không thích đuôi cá thì mình lấy cái này. Cổ nó kín hơn, chân lùi luôn mà nó có túi. Còn cái này em có may tầng á các chị, may tầng thì không có gắn túi vô được. May tầng ngay đây, cái túi thường nó ngay đây mà may tầng nhánh ngay đây rồi đâu có may túi vô được đâu. Đó, dễ thương không các chị? Cái nào cũng đẹp hết trơn á. Lên dáng đẹp lắm. Đây nhìn cái dáng dùm em, trời ơi xuất sắc luôn á. Đẹp cực kỳ. Mẫu này xinh lắm. Rồi, xong với chuyên mục giới thiệu đầm đợt sau. Thì bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình đầm mà. Nãy giờ em chưa có. Rồi, thiếu cái đầm này. Sơ mi họa tiết thổ cẩm, giá 199.000 đồng ha. Đầm này full size để em lên luôn cho mình. Các chị ơi nhớ phía sau á, mình thích cái mẫu nào mình bình luận phía dưới cho em đi để em mặc lên giới thiệu cho mình luôn ha. Mã nè, kèm giá nè, kèm số điện thoại để đặt hàng dùng em nha. Có thắc mắc gì thì mình cứ hỏi trên livestream cho em. Đầm này dễ thương nè. Trời ơi, xinh quá trời luôn á. Đầm này về một cái hả, nhìn cái màu là thấy ưng rồi, mặc lên người nó rất là tôn cái dáng luôn. Maxi, đợt sau em về cho mình sẽ là 4 hoặc 5 mẫu maxi. Và có 2-3 mẫu dáng xòe. Đó, vài ngày đã sẽ có, và cả nhà thấy không, nhanh về đầm quá ha. Em mới về đầm đây mấy bữa chứ nhiêu. Bán hết trơn rồi đó các chị, chuẩn bị về đầm mới nữa rồi.
Quá xuất sắc. Em đang mặc trên người mã 1526. 1526 giá là 199.000 đồng nha. 199.000 đồng, mã là 1526. Rồi, đầm thiết kế sẽ là cổ sơ mi. Cổ sơ mi tay lỡ ôm eo dáng đầm phong xòe chân váy xếp ly. Đầm chân váy xếp ly em hết về rồi các chị. Hết cái chuyên mục về đầm chân váy xếp ly rồi. Đây xếp ly từ phía trước chạy ra phía sau cho mình. Dáng đầm phong xòe dài cao mét 65, đầm để mặt dài ngang nửa bắp chân của em ha. Nền vải là màu xanh đen. Nền vải là màu xanh xanh nha các chị, không phải màu đen nha. Nền vải là màu xanh đậm á. Rồi, họa tiết như thế này. Đẹp chưa? Gam màu chủ đạo sẽ là màu đỏ đô và là màu tím. Cái viền của em nó, viền hoa của em nó chủ đạo là màu 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 hồng, màu màu hồng, màu đỏ đô và màu tím. Đó, xuất sắc. Đầm này chất cát Thái nha các chị, giá 199.000 đồng mẫu này. Mẫu em đang mặc trên người mã số. Dạ, mẫu đầm này chất cát Thái nha chị. Mẫu em đang mặc trên người mã 1526 chất cát. Giá của em nó là 199.000 đồng và em đang có cho mình đầy đủ 4 size luôn. Em đang có cho mình size M, size L, XL và là cả 2XL nha chị. Mẫu đang mặc trên người mã là 1526. Chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm sớm thì dùng em luôn. 1526 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Mẫu đang mặc trên người mã 1526. Em đang có cho mình đầy đủ 4 size. Em có cho chị size M, size L, XL và là 2XL. Hãy thiết hộ cẩm nha. Nó như vậy. Đó, rồi 1526, đầm đang mặc trên người mã 1526 nha. Chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm nha em luôn. 1526 kèm số điện thoại em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại trên là đường này các chị ơi. Cao mét 65, nằm để mặc dài ngang nửa bắp chân của em. Thích mặc ngắn dài cứ để dài dài như thế này mình mặc. Không thích mặc ngắn dài thì sao? Lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn ha. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái á, mẫu đầm khác. Trời ơi bây giờ em bối rối quá các chị ơi, không biết lên đầm nào luôn á. Các chị có đầm này chưa? Ủa đầm này đã hết hàng rồi, phải 1562 nè. 1562. Các chị đặt kịp cái mẫu này chưa ạ? Mẫu này em còn full size nè, 349.000 đồng nè. Không đẹp, không lấy tiền đó thì không đẹp, không lấy tiền đâu. Đây, hoa nhí, đầm ren hoa nhí. Lên người á các chị, lên người đẹp lắm, xin giả mang luôn 349.000 đồng. Hồi bữa chị khách nào hỏi em nè, em còn cho mình size M8 chiếc, size L 3 chiếc, XL 3 chiếc và 2XL còn 4 chiếc cuối cùng. Đây cái mẫu này. Đó, thích thì em lên luôn cho mình nha, đầm ren tím hoa nhí. Cái lớp lót bên trong là màu đỏ đô nha các chị, đẹp lắm. Và ngoài ra thì em sẽ có đầm ren hoa mẫu đơn. Ren hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn thì nó sang, hoa nhí thì nó dễ thương. Đầm ren đen em có bao la bát ngát luôn. Đầm ren đen, ren xanh là em có luôn hả chị. Rồi ok, tiếp tục chuyển theo cho một khác. Đa số đợt này là có sơ mi, đợt sau là em sẽ về kiểu cho mình nữa. Rồi thôi lên ren đi. Ren này có giảm giá 200 mấy thôi. Còn hai size ML 40kg cho tới 55-56kg. Em tới đây tầm 75-76 độ thì đẹp luôn. Rồi chờ em xíu nha các chị. Còn mẫu em đang mặc trên người mã 1526 nha. Mình đặt hàng nhớ bình luận mã số giùm em. 1526 kèm số điện thoại chất cát, tay lỡ, chân váy xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau. Mã số sản phẩm là 1526. Đặt hàng nhớ mã giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. 1527. Ủa 27 hay 37 ta? 37. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc cho người mã 1537 đầm ren nha các chị ạ. Đầm này chất là vải ren, thiết kế là cổ đắp chéo. Cổ đắp chéo tay lỡ ôm eo dáng đầm phong xòe nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1537. Rồi 1537 em giảm giá còn 279.000 đồng, mã 1537. Giá 279.000 đồng. Em chào chị Lộc Trân nha. Em chào cả nhà mình mới vô. 1537. Em còn size M và L. Em còn size M và L, mã 1537 nha. Rồi, cổ đắp chéo, tay lỡ, ôm eo, dáng xe dài luôn, dài ơi là dài luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1537 này các chị ạ. Đầm này quá đẹp rồi. Cái ren nè. Hoa to nè ha, hoa nhỏ nhỏ nè, rồi có chiếc lá nè. Đầm này ren lưới, mẫu em đang mặc trên người mã là 1537. Các chị mình đặt hàng nhớ kỹ mã số giùm em, 1537 kèm luôn cho em cái số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Váy đẹp nha các chị ơi, hai lớp kỹ lưỡng nè, khóa kéo phía sau luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1537. Mình đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em nha, 1537 kèm số điện thoại. Đầm đang mặc trên người mã 1537 kèm số điện thoại cho em giá là 279.000 đồng.
40 kg cho tới tầm 55-56 kg, là eo tối ra thì eo tầm 85-86 độ về. Ui trời trời trời, eo 75-76 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Giá 279.000 đồng, mã số là 1537, mã số 1537. Rồi lên cái đầm maxi. Sao nhiều nhiều về sơ mi quá các chị yêu ha. Có chị nào mà mình đang đặt sơ mi để về mặc đi làm không? Em ơi xem kể cho mình ha, một cái đầm cổ khác với một cái đầm sơ mi. Rồi còn các em đang mặc là cổ đắp chéo nè, mã số sản phẩm là 1537, tông màu xanh đen ha. Cái mẫu này mặc lên nhìn sang quá trời luôn á. 279.000 đồng, 40 kg cho tới 55-57 kg, em tối đa thì em tầm 75-77 đủ về mặc đẹp thoải mái. Có co giãn nha, chiếc loại này vải ren hai lớp cho mình, váy này không túi. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp maxi. Maxi này là dáng dài lắm, dáng dài lắm luôn cho mình. Mã 1551. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1551 ha. Cổ sơ mi tay dài, cổ tay bo thun. Cổ sơ mi tay dài, cổ tay bo thun cho mình, co giãn luôn. Giãn siêu dài luôn nha em cả. Trời ơi mặc lộn size rồi. Em mặc lộn size rồi mấy chị ơi. Dễ sợ thì chết, sao vậy ta? Đây nè, cái size em mặc đây nè các chị. Cái này là cái size M. Em đang mặc trên người là cái size 2XL mới ghê chứ. Cái size 2 sao? Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1551. Nhìn đỡ giùm em nha mấy chị. Em lỡ mặc lộn size rồi. Chiếc này vải von hàng nha, hai lớp cho mình có khóa kéo luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã 1551. Mã 1551 hiện tại em đang có cho mình đầy đủ 4 size. Em đang có cho mình size M, size XL, 2X, trong đó XL với 2X em gần hết hàng. Mã 1551 giá là 249.000 đồng mẫu này ha. Họa tiết rất là lạ luôn, nền vải là màu kem chứ không phải là màu trắng nha các chị. Họa tiết chạy theo chiều dọc cho mình như thế này nè. Mã là 1551, đặt hàng nhớ mã dùng em 1551 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. Mã số 1551 nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm. 1536 form nhỏ, eo 75 mặc vừa không em? Eo 75 không có bụng thì mặc vừa, còn eo 75 có bụng thì sợ mặc không vừa đó chị ơi. Vì cái form nó bị nhỏ, đâu để em coi CL nó em cầm để đâu rồi trời. Đây là cái CL. Mà chắc mình không có bụng nhiều đâu ha chị ha. Tại vì chị cao mà. Chị cao mà chắc chị không có bụng nhiều đâu. Eo của nó tầm 74 á chị. Eo của nó tầm 74 á chị yêu ơi. Rồi, tại vì form của nó là may nó bị nhỏ hơn những cái khác, xít eo hơn một cái khác một chút xíu. 1536 nè. Eo tầm 73-74 à chị. Eo tầm 73-74 ok chị yêu mình được không ạ? Eo tầm 73. 73 cho em đi. Cái này em đo thì được em 74-75 nhưng mà nếu như đo eo 75 á thì đo cái đầm 75 thì eo của mình là phải 74 mình mặc mới được. Còn đầm này thì em đo eo 75 nè, eo 74 mình mới được, hoặc là eo 73 ha. Đó, dáng đầm thì cũng xòe như thế này. Nếu như mà mình bụng mình nhỏ thì mình có thể là mặc được nha. Đó. Rồi, tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1551, 1551 giá 249.000 đồng, mã số là 1551. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác, hay là chị đổi mẫu này đi. Mẫu này eo 75 size M mặc được nè. Mã là 1531. 1531 giá có 100 mấy thôi, 139.000 thôi, đẹp lắm. Eo của size M là eo được 75-76 luôn á, là mình cũng có thể mang vừa cho em luôn ha. Tùy mẫu á chị, có mấy cái mẫu đẹp thấy ghê luôn mà mang form nhỏ quá. Phải mang form to to về nhà bóp eo được đúng không có chị? May form nhỏ quá thì không bóp được mà cũng không nới được luôn. Rồi đây, mẫu đang mặc trên người mã là 1531. 1531 là mẫu này, vậy đó là siêu xinh luôn á. 1531 đầm này cái xài là cổ vuông, tay bồng cho mình ôm eo dán xòe. Ôm eo dán xòe cho mình luôn. Đầm này mặc lên nhìn trẻ trung này các chị. Size M mà eo 75-76 mặc đẹp nha. 139.000 mẫu này.
Mẫu em đang mặc trên người mã 1531, giá 139.000 đồng. Ơn em dán xòe, cái chất vải nó mới thiệt sự là quá đẹp luôn á. Đây 1551 nè, ok chị Nguyễn Thu. Đó, cái đầm này thì vải của em nói là vải von gân ha, nhiều chị khác gọi là vải mon von tâm, trái tim như thế này. Và những cái viền trái tim này mà sờ lên là không gây châm chích với chị hết. Hoàn toàn là mềm, em ái và dễ chịu. Phần tay may một lớp thân váy kỳ lượng hai lớp luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã 1531. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Rồi nhanh tay lên đơn sớm này giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số 1531 và vải von nha chị. Vải von đẹp lắm. Vải này vải von tâm. Vải von tâm trái tim. Vải von tâm trái tim nổi như thế này. Mềm nha, êm ái, phần tay một lớp, thân váy hai lớp có khóa kéo. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1531 nè. Chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm luôn. 1531 kèm số điện thoại. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1531. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số 1531 kèm số điện thoại. Đầm đang mặc trên người mã là 1531. Giá của em đó ngày hôm nay là 139.000 đồng. Mua đầm này không hối hận đâu chị, quan trọng chị mặc vừa không, chị mặc vừa chị hốt đi, có 140 cái thôi à, về nhà em đảm bảo là đẹp ghiền lắm chị yêu ơi. Đầm này em cũng hốt hàng chiếc nè, em hốt 1 chiếc nhưng mà em chứa đem về nhà thôi, chưa có gì gọi dự tính vậy thôi, nay mai nó hết chắc em buồn lắm. Rồi mã em mặc không có size 80 đâu chị, mã em mặc eo 76 chị yêu ơi. Eo 80 hả? Eo 80 em lên cái gác được không? Cái này đi, bà Linh lấp la lấp lánh, 250 bà Linh lấp la lấp lánh luôn, chiếu cho mình luôn ha. Đủ size, cái mẫu này đủ size. Còn cái em đang mặc á là chỉ còn size M thôi. Eo dưới 75-76 dùm em, dáng nồng phơm xòe. Đầm này mua về mặc đi các chị ạ, có 139.000 đồng thôi à. Mua về mặc đi tiệc rất là sang luôn. Đầm mới 100% hoàn toàn luôn. Đầm này em có vải nha, là em cũng về nữa. Đầm này bữa em về mấy cái ta, 1531 này ha, 1600 cái là ít đó các chị, 4 size mà có 1000 mấy cái ít quá nè. Rồi giờ còn có 25 chiếc, chọn đúng 25 chiếc size M luôn. 40 kg cho tới 55-56 kg, em tới em tầm 75-76 đủ về nha. Rồi lên cho mình cái mẫu đầm này. Mẫu này thì mình có thể là mang dự tiệc được luôn, mang đi chơi, mang đi tiệc rồi phải nói là đẹp mê ly. Mẫu đang mặc mã số là 1550. Chị sợ không vừa size M. À vừa á chị, tại nó bự lắm. 1531 quá chị. Nó bự lắm. Bự cực kỳ. Chị yêu mang vừa á chị ơi. Em lên mã 1542 đi. 1542 hả chị? Rồi ok chị. 1542 là 349.000 đó chị. Rồi 1531 thì vừa đó chị. 1536 thì mình không vừa nha, tại nãy em quên á. 1536 phơm mới nhỏ. Rồi còn mỗi em đang mặc trên người mã 1550 nè. 1550 full size đầy đủ, 4 size M là XL và XL. Đầm này cái cổ vuông, may cúp ngực như thế này, tay lỡ nha. Chất liệu vải này vải von cho mình và có kim tuyến, cái này em chạy chỉ kim tuyến nha. Giặt ủi là không bay không phay hết trơn luôn. Đây cả nhà thấy không, em bứt nó nè, em vò nó nè, nó không có bong chóc, không có rơi rớt gì hết trơn đâu, đẹp lắm nha. Trời ơi, xuất sắc luôn này chị. Với lại cái kim tuyến này nó chỉ nổi trên bề mặt của vải thôi, còn cái lớp bên trong nó không có, nó không có nha các chị ạ. Nó chỉ nổi bên ngoài thôi, trên bề mặt lên là không có gây khó chịu đâu, xinh lắm. Đây đèn vải màu đen, kim tuyến ánh đồng, mã số là 1550, giá của em nó là gì ta, 1550, 249.000 đồng. Trời ơi sao em xấu quá cái chị, tự nhiên em quên ngang không vậy đó, đang nói chuyện mà quên ngang. 249.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã 1550 giá 249.000 đồng. 249.000 đồng chị yêu nha. Hai lớp kèm hai túi có khóa kéo phía sau lưng. 1531 này chị Ngọc Lan mua được nha. Tại vì cái form nó to lắm chị. Form to lắm. Cái này em mặc là em đã có nhiếp xương xương lại rồi, do nên cái eo nó sát lại đó. Chứ cái size M, size M em giục đâu rồi? Xe mà bữa em để đâu rồi ta? Để em xíu này chị ơi. Để đâu rồi trời? À đây nè. Cái
cái size M này chị. Cái size M của nó này chị ơi. Tại cái em mặc á là em lấy chung vậy nè. Đó sẽ rộng. Nó rộng. Cái sau em có lấy chỉ á, em nhíp xương xương lại. Thì chị coi nè. Cái này là cái size M nãy em mặc. Còn cái này là cái size M em lấy trong bọc này chị. Nó rộng ra một khúc luôn nè, chị em thấy không? Đó, cái này em tự bóp lại em mặc á chị. Em tự bóp lại ở shop em mặc á. Chứ form nó rộng, form dày nè. Form dày em 80 cũng được nữa, nhưng mà thôi em lấy em 76 á. Em lấy em 76 á chị, cái này em lấy trong bọc ra nè. Đây. Chị nào eo 70 thì mình bóp cho em đi nha. Như cái nãy vậy đó, bóp vô cái là mặc được rồi, không có sao hết trơn á. Đây chị, 40 nè. Chị mình thấy cái con số này không? Đây là chị, tới đây nè. Đó, 39-40 nè. Là eo 80 được luôn á. Mà thôi em lấy eo 75-76 thôi. 80 nó hơi lố, sợ mấy cái khác nó xê xích 2 sen. Cho là không có dám mà lên tới 80 đâu. Rồi, eo 76 cho em đi. Mẫu này size M nha chị ơi. Size M đàng hoàng nè. Đó, không có xí gạt chị yêu mình đâu. Rất là đẹp luôn. Rồi, em sẽ để đây. Mẫu em đang mặc trên người mã 1550. 1550 cổ vuông nha. Cái này em sẽ may cái nơ, không biết cả nhà thấy rõ không nữa. May giống như cái nơ vậy nè. Đó. Xếp ly, bản eo đi ngang qua hai lớp, hai túi. Rồi, 249.000 đồng mã này. Cao mét 65, đầm này em mặc dài ngang nửa bắp chân ha. Đầm nào cũng dài hết trơn á. Hai túi, hai lớp, hai túi có khóa kéo 249.000. 1542 là 350 chị yêu nha. Rồi. Thời bữa giảm giá không mua đâu. 1542. Trời ơi nó cục. 1542 hồi bữa giảm giá không mua đâu. Giờ em về thêm. Em về thêm em lên giá lại rồi. Có mua chốt luôn chị em nha. Nếu không nó hết á. Có nhiều chị khách đặt gạch lắm luôn rồi đó nha. 1542 nè. Đó. Ôi trời ơi lộn rồi. Để em mặc lại 1542 cho mình coi. Còn em đang mặc trên người mã số là 1550 giá 249.000, 250 mẫu váy này nha. Hai lớp có hai túi có khóa kéo luôn. Đầm này mặc đi tiệc rất là đẹp. Rồi bây giờ em sẽ lên 1542 cho mình. Chị nào hồi bữa mà em sale 1542 mà không đặt nha. Đưa 1542 em mặc luôn nè chị. Chị khách nào mà bữa em sale 1542 không đặt hay là giờ tiếc luôn. Tiếc thiệt sự. Nói quá trời nói. Nào hết trời nói năng nỉ mấy chị mình mua đi, em giảm giá cho nè. Không mua đâu. Em váy này là hả? Cái sao ta? Được ưu ái đó các chị. Không nhìn thấy cái chi hết. Em mặc lên này chị. Đó, em trốn em đi mặc đồ mà sao mà chị thấy em được. Đây giờ em ra nè. Rồi em đứng đây mặc đồ cũng được nhưng mà hả thấy hơi không có lịch sự. Chứ bên trong em có bộ đồ bên trong mà em đứng đây em thay cũng được nữa đó. Mẹ em qua nhanh lắm, em thay có 15 giây cả nhà thấy không? Lột qua chồng vô xong mà lẹ lắm. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người 1542. Cái thân váy là chất tuyết mưa nha, vải dày. Còn cái tay nè, ren lưới có phối kim tuyến lấp la lấp lánh như thế này. Có cái kim tuyến ngôi sao, có cái kim tuyến là mặt trăng. Ha, thì cái kim tuyến này thì nó không có mà sơ xích gì mấy. Có cái tay thì nó to, kim tuyến to, có cái tay thì kim tuyến nhỏ nha. Đây là cái mẫu đầm mà mã váy ren đen mã chị em. À ý chị nói cái này hả chị? Cái này không phải ren đâu nha. Von á. Von trái tim. Von trái tim xinh. Xinh xỉu luôn á. 139.000 đồng mã 1531 cho em. Cái trái tim này nè chị, giặt ủi là không bay và không phai. Cái nền của em nó đó là cái chất liệu vải ren. Ren tâm. Ren gân, ủa bên von, trời ơi, chị nó ren cái bì liệu. Đây này chị, cái này là von tâm ha. Rồi ở bên trong cái trái tim nó hơi bóng nhẹ nè. Đó, bên trong trái tim hơi bóng nhẹ. Viền nổi cho mình, cái viền này sẽ nổi lên trên bề mặt của vải. Không gây chăm chích, không gây ngứa ngáy, không gây khó chịu. Đầm nào khó chịu em báo cho mình. Nhưng mà hồi trước em có về mấy cái đầm kim sa hộp lựu. Kim sa các chị, đó em có về đầm kim sa. Em có về đầm này đầm kia thì có ngứa, em cũng có báo với mình luôn. Đó, nhưng mà các chị mình vẫn mua hết à. Đẹp là mua thôi.
đó, lâu lâu mới về có đầm hơi ngứa ngứa vậy. Còn ngoài ra thì dạo này thì không có cái nào mà gây khó chịu hết, hoàn toàn là dễ chịu hết trơn cho mình. Còn em nên mặc cho người mã 1542 nha, 349.000 đồng mua đi chị, mai mốt nó còn lên giá nữa đó, tại vì cái mẫu này hot lắm, trên thị trường không có cái mẫu này đâu, hàng bên em tự thiết kế mà. Giá là 349.000 nha, thân váy trước tiết mưa, tay ren lưới cho mình luôn nè ha, dáng đồng phân xòe, có khóa kéo phía sau lưng. Rồi, đang có full size và đợt này em về cho mình là được 100 chiếc 4 size thôi. Đó, trước mắt thì em thấy là có về 100 chiếc 4 size đó. Chị nào đặt hàng lên đơn sớm cho em nha. Mã 1542 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Vải tuyết mưa nè, nguyên một hàng nút cách điệu chạy dài từ cổ áo xuống cái phần chân váy. Cái này là cách điệu thôi, cho là cái giữa giữa này em may kính hết trơn rồi. Đó, không có thấy gì hết trơn nha. Khóa kéo phía sau, tay lưới mà nè. Đầm này mặc lên đơn giản thôi mà dễ mặc cực kỳ, không sợ qua thời lỗi mốt gì hết. Đầm này thì em trước đó 3 năm về trước em đã về một lần rồi. Đó, và ngày hôm nay các chị thấy vẫn đẹp đúng không? 3 năm về trước em về số lượng cực kỳ ít luôn. Một màu á chị. Bữa hôm em về hai màu, có màu xanh đen nữa. Mà đợt này em về có một màu à, không có vải. Vải đẹp em mới về chứ vải không đẹp em đâu có về đâu. Đó, màu xanh đen thì kiếm vải nào mà cũng có màu xanh đen hết. Vải von, vải này vải kia có màu xanh đen. Nhưng mà em may cho mình cái thân vải này phải là vải tuyết mưa nó mới đẹp. Vải dày, đứng form nó mới đẹp. Nhưng mà vẫn mềm nha, vẫn đẹp luôn. Vẫn mềm, êm ái, dễ chịu nha. Phải có vải đẹp em mới may cho mình. Chứ mấy cái vải mà màu khác khác có chứ, nhưng mà không có may. 1542 nha chị, giá 349.000 đồng nha. Xịn xịn sò cho mình luôn, mã số 1542 giá 349.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu đồng khác nữa. Đó nào đây ta, show me này đi, 1448 đi, 1448 ngày hôm nay có giảm giá nha, tại em còn có 7 cái à, em còn có 7 cái thôi, em sẽ sale cho chị luôn là 150, một màu thôi chị yêu nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1542, 1542 đó. Chị là hồi bữa mà săn được cái mẫu này vì em sale ha là mừng luôn. Còn chị nào chưa có nghe về đặt luôn đi chị, đặt luôn đi, mai mốt nó về nó lên giá là ổn lắm luôn nha các chị ơi. Giờ là 350 đó, ui da, mai mốt mà lên 370, 380 này hơi ổn. Tiếp tục 1448, đầm này 7 chiếc nè. Mua cái này đẹp nè các chị. XL còn 2 chiếc, size 2XL em còn 5 chiếc cuối cùng. XL với lại size M em hết hàng. 149.000 đồng thôi nha. Đầm này chất liệu vải von. Von tơ, von mềm mà các chị, von tơ bên nhà em không có ngứa nha. Von đẹp lắm. Hai lớp hai túi luôn. Chân váy có thêm cái đuôi cá dài như vậy nữa. Đây, đây chính là cái đuôi cá này các chị. Rồi, cổ thì màu đỏ hồng nha. Mã 1448 giá 150. Mẫu đang mặc trên người mã 1448. 149.000. Chỉ còn có giá tiền 149.000 đồng thôi ạ. À. Rồi, đầm này em sẽ còn cho mình hai cái size L, 5 cái size 2XL, 50 kg cho tới 65 kg nha. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm. Von tâm đen là 1531 hai em. Đúng rồi chị, mẫu đó E75 vừa nha. E75-76 vừa. Đó, chị mình thấy mấy bạn không? Mấy bạn báo vừa đó chị. Rồi, còn em đang mặc trên người mã 1448. Mẫu này chị mặc cũng vừa này chị. 1448 chị yêu mình mặc cũng vừa nè. Đặt hàng nhớ mã dùm em 1448 kèm số điện thoại. 1448 kèm số điện thoại dùm em. Đầm này chị mặc cũng vừa nè chị yêu ơi. Rồi, giá của em nó chỉ có là 150 thôi, 149.000 đồng. Nền vải màu đen cho mình nè. Hoa thì nó sẽ tan tan như thế này. Cổ sơ mi nha, tay lỡ, dáng đầu phong xòe dài luôn. Mẫu đen mặc trên người mã 1448. Đầm này cao 1m65, phủ hẳn bắp chân luôn. Đó, dáng dài nha chị, phủ hẳn bắp chân luôn, dài lắm. Mã số là 1448, mình đặt hàng nhớ mã dùm em 1448 kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Chờ em xíu nha chị. Một bốn chín hai xin lờ đâu ra vậy ta, rồi chị yêu ơi, cái đầm này nè 119.000 đồng, em còn size M và L này chị. Cái đầm này em còn size M và L này ha, để em lên sale cho chị yêu mình luôn. Còn mẫu em đang mặc trên người mã 1448,
1448 đồng này là giá là 149.000 đồng nha chị. Đặt hàng nhớ kiểm mã giùm em 1448 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên đây có chuyên viên gọi điện thoại tới. 7 chiếc cuối cùng và duy nhất luôn ha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. 1492. Đầm này em 75 vừa luôn nè chị. 1492 còn size ML 40kg cho tới 55-56kg. Em tối đa thì em tầm 75-76 đổ về mặt đẹp. Chất liệu vải này là đầm vải von kính cho mình 119.000. Là 120 cái đầm này thôi đó. Mát lắm, đầm này mặc mát 1492 nha chị. 1492. Rồi em còn hai size M và L 40kg cho tới 55-56kg. Trong đó size M còn 69 chiếc, size L còn 1 chiếc cuối cùng luôn. Chị nào đặt size L thì đặt gấp cho em nha. Đó, nền vải màu đen. Rồi họa tiết thì màu đỏ đỏ, hồng hồng như thế này. Chất liệu vải này vải von kính nha. Chị mình nhìn giùm em những cái lằn sọc sọc như thế này. Lạ không? Von kính này nó sẽ như thế này. Đó, xinh quá trời luôn, nó sẽ sọc sọc như vậy ha. Tay em may một lớp nha các chị, thân váy kỳ lượng hai lớp. Có túi luôn, đầm này có túi luôn các chị ơi. 1492. 1492 giá là 119.000. 1492 giá 119.000 đồng, 40kg cho tới 55-56kg. Em tối nay em tầm 75-76 độ về mặt đẹp ha. Ôm phần em dáng ngọc phong xòe dài cao mét 65, đầm này mặt dài ngang nửa bắp chân của em. Thích dài thì mình cứ để dài như vậy cho em mình mặc nè, rất là đẹp luôn. Không thích mặt dài lên like nha. Chị Nguyễn Thu nè, mã 1448 nè, 149.000 đồng có đơn luôn. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người mã số là 1492. Đầm em đang mặc trên người mã số 1492. Mình đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em 1492 kèm số điện thoại nha. Tiếp tục em sẽ lên luôn cho cả nhà mình cùng xem thêm cái mẫu đầm khác. Em lên cho mình đầm này đi. Ren đuôi cá, đầm ren đen đuôi cá, 250 một váy thôi, cũng full size đầy đủ cho mình dễ chọn luôn nè. Và mấy cái đầm đủ size mình dễ đặt hàng hơn nha mấy chị. Mấy đầm lẻ size thì hơi khó đặt hàng một chút xíu nha. Rồi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. Nhưng lần trước chị lấy size L mặc hơi chật vậy hả chị? Tiếp tục sẽ lên cho mình đầm đen đuôi cá nha. Đầm đen đuôi cá mã số sản phẩm là 1543. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1543. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tim tay lỡ. Cổ tim tay lỡ dáng đuôi cá. Đầm này mặc thoải mái này chị, 40kg cho tới tầm 66-67kg. Eo tối đa thì eo tầm 86-87 độ về mặt đẹp luôn. Giá của em đó là 249.000 đồng nha chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1543. 1543 giá 249.000 đồng. Đầm này chất liệu vải ren hoa cho mình ha. Đó, có coi vậy. Chị mua 319.000 đồng. Trời ơi, cái đó là lúc mới về đó chị yêu ạ. Giá 300 mấy, cái chị mình thấy không? Còn đầm nào em sale là đầm nào lẻ size em sale rẻ bèo cho chị yêu mình luôn á. Nhưng mà tùy nha các chị. Có mẫu á thì em về nhiều quá, nó còn tồn lại size M, size L một vài chiếc. Nhưng mà có mẫu á hôm trước hôm sau mình đã thấy hết hàng. Giống như mẫu này đi, ví dụ như mẫu này là còn cái xe mở đây nha, nay mai mà hết là nó bay sạch luôn á. Ví dụ như mẫu này đi, em mới vừa về có 2 ngày trước chứ nhiêu, mà hôm nay á thì nó đã, hôm qua là nó hết sạch, chỉ còn xe mở, hôm nay còn đủ size còn vài chiếc, và giá của nó em vẫn giữ là 349.000 đồng thôi. Cái này hàng hiếm nha. Đó rồi, nhiều chị khách hả cứ đợi sale, nhưng mà đợi mai mốt gì đó là nó hết hàng, rất là uổng. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người mã số là 1543 nha. 1543 giá 249.000 đồng. Cổ tim tay lỡ nè, bao em dáng đuôi cá luôn. Phần tay cái này phần đuôi một lớp. Thân váy em đang kỳ lưỡng cho mình là hai lớp luôn, và có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1543. Em chào chị dâu tay nha. 1543 kèm số điện thoại. Chất liệu vải ren hay là nào cũng vậy hết trơn á. Mềm mại nhẹ nhàng và mặc siêu mát, còn có cao giãn như mình luôn nè ha. Xin nha các chị. Nói đầm này body vậy thôi chứ nó không có quá ôm đâu. Cả nhà thấy nè, nó xuống xuống xuống
rồi đó, thêm cái tầng đuôi cá cho mình nữa, 249.000 đồng chất ren bao đẹp luôn. Trong tủ đồ mình ít nhất cũng phải có một cái lồng mà ôm ôm xương xương đuôi cá đó chị ạ, đẹp lắm. Màu này màu đen nữa, dễ mặc, mặc lên nhìn rất là gọn dáng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1543, đặt hàng nhớ mã giùm em 1543 kèm xuyên thợ nha. Cổ tim tay lỡ ôm em dáng nuôi cá cho mình, mẫu đang mặc trên người mã 1543. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm 1543 kèm xuyên thợ, chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng thôi ạ. Đặt hàng nhanh em tư vấn nha, chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá là nó hết hàng rất là ổn luôn nha các chị yêu ơi, đầm đẹp quá trời. Rồi mẫu đầm này cũng đã khép lại live stream tối ngày hôm nay của em rồi. Chị khách nào vào sau có thể coi lại bài live stream này, hoặc là mình có thể đón xem những bài live stream kế tiếp của em vào ngày hôm sau nha. Thì thường á, tối hàng ngày thì tầm khoảng là 6:40, 6:45 thì em sẽ live stream hàng tối luôn. Thì mình cứ ấn theo dõi trang bên em để mà mình cập nhật được nhiều mẫu đầm ha. Bây giờ thì em xin kết thúc bài live stream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.